Chào các bác nhá, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em có một cái nắp vệ sinh thông minh của hãng Panasonic. Mẫu này đang rất là đẹp các bác nhá. Như cả cái mẫu này khi mình nắp lên một cái bề vệ sinh ở thị trường Việt Nam ấy, nó rất là vừa vặn các bác nhá. Đây là cái mẫu vệ sinh thông thường thông dụng nhất ở thị trường Việt Nam. Thế là cái mẫu vệ sinh nó sẽ có cái hình thù như thế này. Đó, nghĩa là hình thoi ở phía trước các bác nhá. Đấy, thì đa phần đến 80% là như vậy. Đấy. Cái này còn cực kỳ là đẹp các bác nhé, rất mới luôn. Đấy, các bác nhìn những cái đệm cao su này. Đấy. Khi mình ngồi lên đây ấy, nó rất là vững chắc các bác nhé, cực kỳ vững chắc luôn. Rất là vững chắc các bác nhé. Bí ở dưới nó có thêm 4 cái cao su nữa. Đó, đây là khi mình ngồi ấy, nó rất là êm, nó không gây ra cái tình trạng là bị trượt này. Đấy, khi mình đứng lên hoặc mình ngồi nặng nó trượt nhá. Còn cái này rất là ok, nó vì nó đệm cao su phía dưới và nó rất dày. Và đặc biệt là nó có sưởi ấm cái vành này, đấy, và rửa nước nóng. Thì cái đó nó phục vụ cho ở khu vực phía Bắc ấy, thì các bác dùng sẽ nó rất là hợp lý các bác nhá. Con này đời 2017 nhá. Đấy, còn mới keng xà beng luôn, đầy đủ phụ kiện cho các bác nhá, sẵn về lắp đặt luôn, không phải làm cái gì nữa. Chỉ cần mua thêm cái nguồn điện 100V, nếu nhà bác có rồi thì cũng không cần. Đấy. Con này cực kỳ là đẹp các bác ơi. Đấy, rất là đẹp, hãng của Panasonic. Đây, model của nó là EZ-X10 nhá. Đấy. Sản xuất năm 2017 và công suất nó là 47W. Nếu mà sử dụng nước nóng thì là nó sưởi ấm bệt thì nó sẽ lên là 285W là full công suất, nghĩa là xài hết tốc độ của nước nóng, xài hết mức của sưởi. Đấy. Vậy thôi. Khi mình ngồi vào cái mùa đông ấy, các bác sẽ có một cảm giác cực kỳ là thoải mái và êm ái các bác nhá. Không có bị no cái cảm giác như buổi sáng thức dậy mình phải đi vệ sinh với cái tâm thế là nó bị lạnh quá. Đó. Nên bác nào quan tâm đến cái này chưa có am hiểu nhiều ấy, cần tư vấn thêm thì có thể alo cho em các bác nhá. Về cái nắp đặt thì nó rất là dễ thôi. Đấy. Nắp đặt thì em sẽ hướng dẫn cho các bác một cái cách nắp đặt, nó cũng rất là đơn giản. Đây là một cái nắp zin của con Bana này. Đó, thì các bác thấy ở phía dưới đây nó sẽ có một cái lỗ. Đấy, nắp bệt nào nó cũng vậy nhé, kể cả nắp bệt nguyên khối. Nguyên khối nắp nó cũng rất là dễ thôi. Đấy, nguyên khối thì bản thân nó ở dưới chỗ này là nó sẽ có cái cao su rồi. Cao su khi nhét vào đây ấy, nó sẽ lở ra. Đấy, nên là cái đế của các bác ấy ở nhà đang có đúng không? Mình muốn thay đặt cái đế đó thì bác chỉ cần tháo con ốc đang gắn ở trên cái đế này như thế này thôi. Đó, tháo ra, nhấc cái đế nó ra ngoài. Còn cái con cao su vẫn để nguyên và ốc vẫn để nguyên các bác nhá. Mình sẽ tận dụng cái ốc của nó, rồi mình sẽ bắt lên đây. Đấy, còn em thì tất nhiên vẫn có ốc đi theo cho các bác rồi, nó là ốc nhựa. Đấy, còn ở cái mà đang có sẵn của các bác mà nó gắn âm ấy. Đấy, gắn âm nghĩa là nó gắn như thế này này. Đấy, thì là nó sẽ có ốc ở trong này sẵn rồi. Mình chỉ tháo lên, mình nắp nó cái này vào. Rồi nắp vào xong thì mình chỉ nắp gá thôi nhá. Nghĩa mình gá con ốc nó nhẹ thôi. Đấy, mình vẫn có thể trượt tới trượt nuôi được. Đấy, chưa cần siết cố định. Rồi mình sẽ để cái nắp của hãng Bana này lên. Đấy. Mình để lên các bác nhá. Đó. Rồi mình sẽ căn chỉnh như thế nào? Căn chỉnh ví dụ mình đẩy cái nắp này này. Ví dụ cái nắp này đúng không? Đấy, cái mõm nó tới đây. Đấy thì mình đẩy nó tới đó. Đấy, mình đẩy nó sẽ là vừa tầm. Thế nào cho nó hợp lý nhất, nghĩa là nó theo cái đế này là một chuyện rồi, cái đế này có thể trượt tới trượt lui, mục đích sản xuất người ta đã có tính toán rất là kỹ rồi, thì mình có thể dê tới dê lui để nó vừa vặn đẹp nhất cái nắp bẹt của mình. Rồi mình xong bắt đầu mình sẽ rút cái này ra. Đấy, rút cái này ra thì ở đây nó có nút nhấn này, nhấn vào đây thì mình sẽ kéo nó ra. Đó, kéo nó ra rồi mình sẽ siết ốc lại, cố định lại, xong mình sẽ đẩy cái nắp bẹt vào. Lần sau mình có vệ sinh hay là mình có tháo, cần tháo ra mình chỉ nhấn vô đây, mình lôi cái nó ra ngoài luôn. Đấy, còn cái đế nó sẽ nằm yên một chỗ. Đó. Đế này thì còn rất là đẹp các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ test chức năng cho các bác coi để các bác tham khảo các bác nhá. Rồi các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ nhấn đây. Đây là cái công tắc khi mình ngồi ở đây thì máy nó sẽ cho mình khởi động để mình chạy. Rồi em sẽ nhấn chức năng vệ sinh chung này. Đấy, nó sẽ đưa cái vòi này ra ngoài. À chết, quên, em khóa nước lại. Mình có thể chỉnh áp nhá, nước cao, nước thấp nhá. Đấy, sử dụng nước máy nào hợp lý nhất các bác nhá. Đây, ok nhá, rất là mạnh các bác ạ. Tại vì nước máy nó có áp lực rồi thì cái bơm nó sẽ hỗ trợ mình ấy. Đấy, mình xài nó sẽ rất là thoải mái. Đấy, còn nước bồn ấy thì nó sẽ yếu hơn một chút đấy các bác ạ. Đấy.
Rồi em sẽ chuyển sang chức năng vệ sinh phụ nữ. Đấy, phụ nữ này mình khi mình đi vệ sinh là nó sẽ có chức năng riêng. Đấy. Massage nhẹ nhàng hơn. Đó, à, đây là chức năng nữ này, các thấy không? Đấy. Đấy, nó sẽ xịt rửa nhẹ nhàng hơn và tia nó sẽ rộng hơn và nước nó là nước ấm các bác nhá. Đấy, nước ấm này. Đó. Thì theo anh em thì các bác cứ dùng nước ấm rất là rửa. Thứ nhất là nó vệ sinh sạch sẽ và thứ hai nữa là nó rất là thoải mái các bác nhá. Đấy, êm dịu. Thì ví dụ kể cả trong miền Nam mình dùng vẫn được cái nước chức năng nước ấm, mình để chức năng vừa phải thôi, mình không cần để chức năng nó quá là cao, mình để chức năng ở mức trung bình hoặc là mình để chức năng thấp nhất của nước ấm mình rửa, em cảm giác nó rất là phê các bác nhá. Đấy, à, không phải em nói quá để em bán cái này đâu, em chia sẻ các bác nó phục vụ rất là hữu ích cho cái nhu cầu sử dụng của mình. Nếu bây giờ các bác mua một cái nắp bình thường không của hãng Inox bán thị trường Việt Nam mình, cái mà chỉ xả nước không bình thường thông thường á, là mình mua nó cũng đâu đó khoảng hơn 1 triệu một cái rồi. Đấy, còn nếu mà mình mua những cái nắp bình thường là 800, còn mua những cái hãng mà không có tên tuổi thì những cái nắp mà để ngồi không ấy thì nó 200 300 gì đó, nói chung là cái đó ngồi thì nó sẽ không phải giống như cái này các bác nhá. Đấy, không bao giờ nó ngồi được êm như này đâu. Nên các bác lưu ý nhá. Đấy, cái này mình khi mình buông tay ra thì nó sẽ từ 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 đóng xuống. Đấy, còn cực kỳ mới nhá. Bác nào quan tâm đến cái mẫu này thì alo cho shop của em nhé. Em ship hàng toàn quốc. Các bác có nhu cầu liên hệ shop em nhé. Thank you các bác, cảm ơn các bác rất là nhiều.